rồi tôi cho nó thấy hoài trực tiếp luôn, Dạ thầy kể thành cho ra từ đó con. có cái niềm tin, Dạ. họ có cái niềm tin. Thì khi nó nằm lên vô nghe, nằm lên vô thôi, nhưng mà tôi chỉ chú quan âm tôi búng nước búng bông xuống là Dạ. nó đứng rồi rồi đứng Ngóc đầu luôn. ngóc đầu lên. Ồ. Em lắm, thả xuống sông mấy con chiếc là thả rồi lội ra chở vô nữa, xuống mình Ồ. chở luôn nữa. Chở vô thầy lại À, nữa. bữa nào con biết mà mấy chú mấy cô biết không, phóng sanh thấy mình thấy con cá nó đi ra bản thân mình à, khi họ bị cái tai nạn họ rất là đau khổ, thấy không, có người cứu cũng như mình bị bệnh sắp chết mà có người cứu mình, bác sĩ Dạ. cứu mình ra sống mừng lắm, còn mừng. Từ chỗ đó thầy nhịn ăn thầy phóng sanh, thì cúng dường thầy chiết lợi phóng sanh, thà nhịn ăn một hai cái gì đó cho nó ngon, nó nhịn lợi. Thay vì ngày thầy ăn 4 miếng thôi, thầy ăn 2 miếng thôi, còn 2 miếng đó 5 ngàn để dài ngày được mấy chục ngàn mình tắt vô mình không sao, có phước Dạ. mình cũng bao nhiêu đó mà phước. Con hỏi thầy cái bàn bên đó của tượng Quan Âm đó là để thầy để tụng kinh phóng sanh đó thầy. Đúng rồi, cái khi phóng sanh đó ta phải đốt đèn Quan Âm cho nó sáng tỏ, gọi là chín ngọn đèn Dạ. à, hay là mình mời được cũng được, từ 9 đến 10, 12 đúng là 12 thì thôi mình cái bàn mình chặt mình để 10 thôi. Rồi mình một là mình phải tụng một thời Di Đà Dạ. à, sau đó thì tụng theo cái nghi thức của phóng sanh, Dạ. tụng kinh phóng sanh vậy đó. Tức là người bà con cô bác hoặc là thầy thường hay phóng sanh là phải mua về rồi mình đặt trước cái bàn thờ Đúng rồi, của bà. Dạ. ngay đây gần nó lấy mấy bàn để. Dạ. Cho phép con lại con quan sát cái. Đây là bàn thờ mẹ Quan Âm làm lễ để phóng sanh là quý bà con cô bác. À, nhà của thầy Thích Chí Thành là tu tại gia. Chị thấy chị có câu hỏi nào không hiểu hay là gì đó hỏi thầy đi, thầy trả lời. Thầy cho con hỏi, ví dụ như ở nhà con phóng sanh mà con không có cái bàn như thầy, rồi con xuống sông để con phóng sanh rồi mình nguyện sao thầy? Cái phóng sanh mà tự con làm á Dạ. thì tự cái tâm con nói thì nó cũng vẫn có phước, nhưng mà đối với thầy á, tại vụ dân chùa hay tới thầy thì là phải tụng kinh, tụng kinh xong rồi là quy cho họ, quy cho họ nghe à, rồi xong đó là mình tụng cái bài phóng sanh à, quý vị biết bài phóng sanh này ai cũng biết rồi à, Con không có biết hồi nào giờ con không có chứ mình đem ra chợ mua về khách sạn về thì về cũng được, nhưng mà cái năng lượng thì mình làm phải đúng, tại vì họ thì họ là vô minh rồi, con cá nó đâu có hiểu gì đâu, không rồi không có cảm nhận cho họ, cũng như chính mình thôi mà không có dạy làm sao mình biết được, không đi học làm sao biết chữ, phải không, phải đi Dạ. học mới biết chữ, thì các con cá nó cũng vậy, mình phải ờ hôm nay là gia chủ mua bao nhiêu lương đó, tên gì nha, tên gì, bao nhiêu tiền, bao nhiêu ký, chị A 2 ký, anh 7 2 ký, chị 8 10 ký, rồi hôm nay thầy đại diện nha, bắt đầu đốt cái hương lên, mỗi cùng nại hương cùng nguyện ha, rồi thầy người đại diện nguyện xong rồi, xong rồi thượng hương lên rồi tụng thời Di Đà, xong đó tụng một bài phóng sanh của Đức Phật để lại, rồi Dạ. sau đó là thầy mới xác định rồi mới thành đi thả rồi quy y cho họ, quy y họ bữa nay là ngày đặt vô là 20 đi, 20 tháng 10 Dạ. ha, tất cả quý vị hãy quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng là quý vị cho quy y vậy rồi được biết rõ, rồi chúng ta phải quý y và làm cho họ nghe rõ, Dạ. ngày xưa họ không nghe tại nhiều con nó nằm ở dưới sâu quá họ không nghe, nhưng mà mình đông quá đâu nghe đâu, hồi xa phải không, mình phải quy y cho họ đẹp. Ờ, rồi hướng dẫn họ gắn niệm Phật nghe, gắn niệm Phật mà đời sau làm người với người ta, rồi gắn sau này tu để thành Phật mà độ chúng sanh, vậy đó mình phải làm đúng bài bản vậy nó Dạ. mới đúng theo lời Phật dạy, còn mình thả lột lột thì cũng được, nhưng mà nó, cái cảm nhận đó cái phước báo nó cái năng lượng mình phải cung kính Phật, tại vì mình phải tin Phật, mình đem tới Phật mình phải tin Phật mới được, Dạ. mình làm theo cái bản năng của mình là chưa được nghe, bạn thấy là mình niệm Phật nhưng mà mình cũng chưa đúng theo cái mình tin Phật, tôi đem đến đây tôi để cái góc nhà đó có thành Phật đương cho trang nghiêm bông hoa đàng hoàng, trang nghiêm đàng hoàng mặc áo dài đàng hoàng trong mình sạch sẽ nó hoàng mới được, mới có phước, chứ mình làm ba lo là không Phóng được. sanh nó không phải là hồi hướng cho gia đình mình không, mà phải hồi hướng các vong linh, vong linh mà khi bị chết lâu năm
không có ai có gia đình đó, dạ, hồi hướng công đức, thì mình phải chú nguyện cho họ, chú nguyện cho cái mấy cái hương linh đó. Rồi hôm nay tôi là Nguyễn Thăng gì đó, tôi phóng sanh hồi hướng cho siêu mồ lạc mã, các vong linh thừa hưởng công đức này mà siêu sanh tịnh độ, thì phước báo của chú nó lớn lao, dạ, lớn lao. Không thành gì mình hồi hướng mình nhiều quá, mà phải hồi hướng cho tất cả mọi người, dạ, thậm chí mình hồi hướng tất cả thế giới hòa bình luôn á, hồi hướng công đức. Đầu dụ là chết yểu, chết quan, chết đất gì đó, mình hồi hướng cho họ luôn. Yeah. Không phải riêng dòng họ mình trong, mà tất cả mọi người. Thì từ đó cái lòng từ bi mình mới rộng ra. Rộng ra rồi mình mới có phước báo. Không phải riêng mình, cá nhân không được. Vậy là trước khi mình thả đàn cá hay đàn lươn hay đàn nào đó thì mình mình cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những cái vong hồn xung quanh. Những mấy anh chiến sĩ đã hy sinh vì nước quên mình gì đó. Yeah. Rồi họ không có thân nhân, hôm nay tôi cũng hồi hướng luôn. Yeah. Rồi mấy anh uống rượu say, té xong té bờ, té bụi, đàn bà, đẻ non, đẻ già đó. Yeah. Tôi hồi hướng cho luôn. Đi đó, hồi hướng luôn. Tôi sức cho tiền hồi hướng cho quý vị, hưởng cái phước rồi mà giáng sanh. Rồi làm người. Rồi tất cả mọi người vị vị đó đặt vụ mình tiếp tục mình đã hồi hướng cho họ nha, hồi hướng cho họ. Dạ. Thầy cũng quên cái khúc này nặng mà chia sẻ cho chú. Nhớ. Dạ. Nhớ con cũng hiểu thêm được. Chứ đừng cái nguyện cho mình không. Dạ. Mình không là Phật nói mình tham lam. Không hết là cá nhân dạ, đặc quyền, chỉ có lo mình mong không à. Mà đạo Phật là đạo tự bi, rộng ha, dạ, rộng rãi. Đem mình cho anh ta mà phải rộng mới được. Yeah. Tự mình hết bệnh đó, tự mình đập chai ha. Yeah. Giàu có thôi, gì đó, mô Phật. Thì đa số ở ngoài thì đâu có ai có bằng giống như thầy đâu. Thì thầy có thể dạy một cái bài nào để mà dạy cho chúng con thả phóng sanh. Cái đó là mấy con phải có cuốn kinh nha. Dạ. Cuốn kinh sanh này mấy con làm á, thì lợi thì đưa. Dạ. Đưa về tổng ha. Tại cuốn kinh. Tại nó dài lắm. Nhưng mà thôi bây giờ con phải đọc tụng kinh đi, một tờ kinh Di Đà, Đức Phật Di Đà rất là rộng ha. Yeah. Ngài rất là độ chúng sanh, vì mình đừng mình mần bao nhiêu ngày mà đó giờ nó cũng nhiều rồi, để thời gian nhất tụng thời kinh cho nó có phước. Tụng một tờ kinh Đức Phật nói bệnh tật đi trừ nè ha, tai qua nạn khỏi nè ha, rồi sau này có giảng sanh bất đặc dụng mình tai biến đi cho đẹp lên Phật này, Di Đà rước vậy, ông này có tụng kinh ngàn hoài rước ông lên ha. Đi đó Phật mà. Có bài nào mà ngắn gọn để phóng sanh không thầy? Không, không có bài ngắn gọn được. Chỉ có cảm nhận mấy con riêng thôi. Cảm nhận gì? Cảm nhận cũng giá sao. Bữa nay tôi phóng sanh cho ba, cho nội ngoại tôi, cho những ổi đó. Dạ. Để đó tùy con. Chứ... còn đúng bài bản là phải có đa kinh lực. Đa số thì không có ai có không bài có đâu, ít lắm. Dạ. Chỉ là chùa với... nếu đến thầy thì cũng xa. Nhiều khi người ở xa đâu ai đến được. Nhưng mà có duyên thì mình tới lui. Dạ. Đặc dụ là cái nào đó mình tập trung một lần. Hay là cái gần chỗ nào đó mình tập trung mình nhờ thầy, nhưng mà cái nghi này là thầy của thầy làm thì thầy cảm nhận, tại vì thầy quá kính Phật. Dạ. Quá kính Phật, gọi là ngoài cha mẹ ra chỉ còn Phật với thầy rồi. Dạ. Hiểu chưa? Thầy tụng một hồi kinh cho những đàn cá cũng như là những chú lươn mà để phóng sanh á, thì cái hồi đó khoảng bao lâu thầy? Một tiếng ạ. Một tiếng đồng hồ, một tiếng cũng hơi lâu. Lâu. Dạ. Cái điều này con cũng thấy trên mạng cũng có một vài cái clip mà người ta phóng sanh, có giống như là có một điều tâm linh hơi nhỏ trong đó. Cũng như là thầy có từng gặp cho thầy là thầy niệm chú tụng kinh cho những cái đàn lươn đàn cá đó đó. Thì sau đó thì thầy có thấy cái dấu hiệu nào mà nó xảy ra không này, dấu hiệu của những đàn cá là mình làm á, thì nó nói chung là liên tục, tại vì khi mà tôi xác định á thì tôi búng nước vô thì chú á, thì chú Hoàng Âm á. Dạ. Tôi búng vô thì lươn nó ngóc đầu nó rộ lên, rồi mấy chú để vài bữa nó mấy đứa nó ngoài dùng cống á. Dạ. Nó cũng lại đây hoài, nó đưa gửi tiền tôi sắp sửa làm. Dạ. Rồi xong nó tôi điện nó vô, nhưng mà thường trực mấy đứa nó vô đây thường, rồi tôi cho nó thấy hoài trực tiếp luôn. Dạ thầy kể nghe, từ đó có cái niềm tin. Dạ. Họ có cái niềm tin thì khi nó nằm lên vô nghe, nằm lên vô thôi, nhưng mà tôi chỉ chú Quang Âm tôi búng nước búng bông xuống á. Dạ. Nó đứng rộ đứng, ngóc đầu luôn, ngóc đầu lên. Ồ. Em lắm, thả xuống xong mấy con chiếc dép là thả rồi lội ra chở vô nữa, xuống mình chở luôn nữa, chở vô thầy lại nữa. Bữa nào con biết con ánh ngoài mình đóng hỏi ánh liếm rồi ổng siêu ngon rồi đưa tiền thầy cũng cầm. Dạ. Thầy nó thì làm nhiều chuyện lắm, nó mua gạo rồi mình sao về đây thầy kêu nó bắt buộc nó phải vô. Dạ. Nó nói kẹt không có kẹt, không có vụ kẹt được, phóng sanh là nó quan trọng hơn cái kẹt. Dạ. Phóng sanh có phước vô lượng á, phước vô lắm, nhưng mà phải tin Phật là phải có phước liền. Dạ. Nhiều khi mình phóng 1 triệu đi, mình làm qua lo phước có 50 à. Dạ.
mình phóng 1 triệu mà đúng nguyên tắc đàng hoàng, tin Phật, tưởng Phật, có thể tặng mấy chục triệu. Cái năng lượng đó con, cái năng lượng mình cảm nhận Phật đó, có phước báo, tại mình tin Phật mới được. Còn mình làm, lòng cho có, phóng sanh này có phước, tin ai thì không được. Chứ được, chứ có phước. Phước chịu hòa, cũng có phước chịu hòa. Dạ, vậy những chú cá chép mà như thầy nói vừa qua là lội ra rồi lội vô, rồi những chú lương mà nằm trong thao mà ngóc đầu lên, gõ ngóc đầu lên, thì cái biểu hiện đó là cái ý nghĩa lúc đó là sao thầy? Nó thì tiếp nhận được hay sao? Nó tiếp nhận được cái sự mình quy y cho nó. Dạ. Rồi nó cũng như mình á, gặp được cái một nhà sư mà cứu được mình. Dạ. Mà như mình đi trên đường gặp cái nạn mà có người cứu, rất là mừng ha. Mình đứa nghèo mà họ cho gạo mình rất là mừng, nghe không? Thì con, nhưng mà con lương nó rất là, nó mừng còn hơn mình mừng dữ lắm. Tôi cảm nó ngóc lên á, là mấy trăm con ngóc rồi. Mấy trăm nó ngóc con lên gì vậy? Là con ánh rồi, sư phụ ơi quá trời ngóc rồi, sư phụ ơi quá trời ngóc rồi, con ánh ngoài đó. Chú quay clip này là ngắn nó biết rồi. Dạ, vậy là mấy chú lương đã cảm nhận được, cảm là chắc đó là cảm ơn thầy quá. Tại cái tâm mình để vô vào đó, cái tâm một nhà sư á, để vào đó. Tin Phật sẽ độ bao nhiêu vong linh này sẽ được. Dạ. Đời sau sẽ thành người rồi sẽ thành Phật. Dạ. Đức Phật đã nói câu rồi, nếu tin ta sẽ thành Phật. Đơn giản thôi, Đức Phật nếu tin ta, làm theo ta, làm hiền đến dữ, phóng sanh, hồi hướng công đức, làm gì vậy thì sẽ thành Phật. Cái đó là cái đơn giản của Phật nhất. Dạ. Nhưng mà thầy á, thầy không biết ai nha, thầy tin Phật đó, là vì thầy biết là Phật chỉ có khởi nhỏ thôi, thầy biết Phật biết là thầy khởi cái tâm mình á. Dạ. Mới suy nghĩ thôi là Phật biết mình tốt hay xấu. Dạ. Vậy trời đầu ngàn. Vậy là thầy nhìn cái người đối diện thầy biết người đó biết sao luôn. Sao? Dạ. Đánh ông sao? Thầy có bản ngã làm sao? Dạ. Vì khi thầy nói, thầy đi trên đường nói ôn thầy đó, thầy thành như gì? Thầy cười kệ. Hoặc cười cái xác chứ không cười được cái tâm mình, hả con? Cười cái xác mình đó. Ha? Nhưng mà cái tâm mình lúc nào cũng Phật vậy. Dạ. Thì mình tưởng Phật mình đâu có nói chuyện với họ, mình nhìn họ nói cười cười, ô em thầy chùa đó cười Phật chúng mày nè, con này cái xác anh chê ai cũng dục làm kệ họ, thành đệ vậy đó, Phật là gì đó. Dạ. Mình phải tập cho Phật như được, muốn thành Phật có tập cho Phật, chứ mà thành Phật mà muốn thành Phật mà người ta đụng cái gì vậy, tê tu nghĩ dạ. Vậy đó. Thầy thường xuyên thầy phóng sanh là những loại cá loại nào là nhiều nhất thầy? Lương à, thầy phóng sanh lương nhiều nhất. Dạ. Thế do gì thầy phóng sanh lương này? Cái nghề dạy nghề thôi mấy con. Dạ. Nha. Tại vì thầy nằm ngủ thì những cái anh lính liệt sĩ đó là thầy nằm bao. Nha. Thầy đi lính chung họ chết với thầy nhiều. Tại vì chiến tranh mà. Làm nhiều đồng chí thầy ẵm lên chết trên tay nha. Nhiều đồng chí là thầy thương. Thầy ở đó thì chết nhiều quá, cái thầy lấy cái nòng súng gõ cốc cốc, thầy đó cũng biết chút đỉnh, chú bác nhã đó đọc chút cho rồi cái dòng đó họ cảm nhận cái thầy nói thầy sau này phóng sanh, thầy phóng thương á. Thì từ đó tôi mới cảm nhận, từ đó tôi nói là sao biết chỗ bán lương, thì trong vòng tháng sau đó năm đó thì gặp cái cô này. Tự nhiên gặp, tôi đi ngang gặp, tôi nói cô có bán lương, nói dạ con đi bán thành phố ăn lẩu không sư phụ, nói thôi lúc nào ấy cắt lại cho tôi phóng sanh nghe, tại vì tôi mua không biết đường mua, nói là dạ đừng để cho, thì từ chỗ đó là cái cô ngoài chợ này tôi thường mua gỗ. Dạ. Đó thường mua gỗ nên tôi điện là có cắt lại, có không tôi bán không có dám đi sạc xanh, dám đi mần ăn đó. Chặn lúc đó lại thào hên xui nào có nào tôi lại đưa. Mà mấy chú mấy cô biết không, phóng sanh thấy mình thấy con cá nó đi ra bản thân mình à, khi họ bị cái tai nạn họ rất là đau khổ, thấy không, có người cứu, cũng như mình bị bệnh sắp chết mà có người cứu mình, bác sĩ cứu mình ra sống mừng lắm, họ mừng. Từ chỗ đó thầy nhịn ăn thầy phóng sanh, thì cúng dường thầy chiết lợi phóng sanh, thà nhịn ăn một hai cái gì đó cho nó ngon, nó nhịn lợi. Thay vì ngày thầy ăn 4 miếng thôi, thầy ăn 2 miếng thôi, còn 2 miếng đó 5 ngàn để vài ngày được mấy chục ngàn mình tắt vô mình không sao, có phước. Dạ. Cũng bao nhiêu đó mà phước. Tại vì cuộc đời của mình cơ hội này không làm qua rồi khó làm, quý vị biết là khó làm người khó lắm nha, bây giờ đó gặp duyên càng khó nữa,
mà gặp Phật pháp càng khó nữa chứ. Thấy không? Dạ. Dạ thầy, vậy con mới vừa nghe thầy nói là chặn cái đàn lương mà để đem Sài Gòn để cho người ta ăn lẩu, thì mình phóng sanh nó sẽ tốt hơn là những cái đàn cá mà mình mua cái giống về mình thả thầy? Cái đó thì cái cảm nhận của thầy là sẽ tốt hơn. Dạ. Là tốt hơn, tại vì họ sắp lên tử hình. Dạ. Rồi mình chặn lại. Còn cái vụ cá giống hồi đó giờ thầy không có mua nghe. Thầy không có thả. Tại vì thôi thầy không cảm nhận. Thành ra thầy còn cũng như cá như cái lô á, bắt tử thầy đi vào thầy chợ đó. Thì người nào năn nỉ thì thầy mua thôi. Dạ. Còn có thầy mua lương không? Mua lương đặc biệt. Thầy mua lương không? Dạ con có nghe cái câu nói này nè thầy. Trong phước có tội, trong tội có phước. À, là con có nghe một người khác giải thích là khi mình đi núi mình mua chim, mình tại đó mình phóng sanh ra, thì có một số người dân đó sẽ gom bắt lại liền trước mắt, thì cái đó mình phóng sanh loại đó là có tội không thầy? Cái đó là nếu mình không thấy thì thôi nha. Dạ. Không thấy thì thôi. Mặc dù mình đương phóng sanh chim phải không, là mình không thấy họ bắt lại được, thì cái đó họ lãnh. Còn dạ, mình thấy mà mình làm thì mình coi chừng tiếp tay cho họ. Dạ. Mình tiếp tay cho họ mà không có phước mà làm ăn tội mà mất tiền. Dạ. Còn mình không biết thì thôi kệ. Mình không biết thì không sao. Không sao. Tại vì mình chỉ có lòng từ bi, họ có cái lòng tàn sát thì họ mang tội. Dạ. Không có gì hết. Còn mình biết mình nói thôi bây giờ vậy là tôi không làm, tôi nói bụng, thôi để tôi về tôi làm chuyện khác. Dạ. Chứ chuyện làm phóng sanh đâu phải điên chim không, thấy không? Ví dụ giờ mình đến đó mà mình phóng sanh được mà gặp cái người mù hay người ta bệnh mình cho tiền cũng như phóng sanh. Dạ. Cũng như phóng sanh. Dạ. Mình giống như phóng sanh rồi. Thì con cảm nhận cái đó là được nha. Dạ. Đó, phải tin tưởng nó mới được. Đừng nói mà phóng sanh không, nhưng mà cảm nhận cho người bệnh trong. Dạ. Tâm họ cũng sắp chịu chết, cho tiền họ chết tốt, nên là cứu họ phóng sanh. Dạ. tức là vô tình mình làm phước mà trở thành một cái tội luôn. Cái tội. Làm tội luôn chứ. Dạ. Không còn phước nữa. Không còn phước mà. Dạ. Tội nặng nữa. Dạ. Tại mình thấy rồi mình làm thế, tội rất nặng. Dạ. Mình tiếp tay cho họ luôn, họ gây thêm tội nữa. Dạ. Vậy cái trong cái tội mà có cái phước cái này là. Ừ. Là con không hiểu với mấy cái này. Cái tội có phước gì khi mình làm có phước như nói chú nói. Dạ. Là mình thấy rồi mình cố gắng làm nữa là mình không có phước mà tổ phước. Dạ. Mình tổ phước. Là ví dụ giờ mình giúp người đó mà mình không hiểu gì hết thì mình cũng phải là có cái tội. Dạ. Mình phải hiểu trong cái nguồn gốc họ làm cái gì khi giúp họ. Dạ. Làm gì mình phải biết nguồn gốc họ. Vì Đức Phật nói đó, Đức Phật bằng ý là Ngài nói là bố thí ba la mật, nghĩa là không biết bố thí là nhân gì đâu, không biết. Nhưng mà Đức Phật nói sao cùng á, bố thí phải có trí huệ. Dạ. À, cái câu Đức Phật nói lại nha, bố thí cho người đó uống rượu say hay giết người, à, không cần gì hết, Đức Phật nhắn à. Nhưng mà Phật nói câu, bố thí là phải có trí huệ. À, cúng dường, giúp người nghèo, phải có trí huệ. Dạ. À, phải có trí huệ, nghĩa là mình phải biết cái nguồn gốc người đó. Bệnh sao, làm gì, nghèo cách nào, giúp cho quánh bài, quánh số là vô tình, chúng ta dọn. À. Trong phước có tội luôn. À, có tội. Dạ. Cả mình biết rồi, mình nạp vô nữa là cả. Dạ. Mình lấy đằng này, mình đắp kia, mà rút được hai người. Người đưa tiền mình, mà người trực tiếp mình đưa cho, mình có ăn tội nặng lắm. Dạ. Mà ghê gớm thôi, chẳng trời. Dạ. Tôi nói chú này, nhưng mà chú phóng sanh phải có cái tâm phóng sanh nha. Dạ, dạ. À, chứ không mua mà phóng sanh. Dạ. Cái tâm phóng sanh gọi là mình đã thương. Mình. Dạ. Thương con cá, con lương đó. Tội nghiệp cho họ. Cái lòng từ bi phải có trong đó luôn. Dạ. Chứ không phải mình làm có lợi, không được. Tôi có tiền, tôi làm vài chục triệu ha, làm cho thế gian thấy tôi phóng sanh. Dạ. Cũng chưa có phước. Phải có tin. Dạ. Tin. Con rất là tin. Tin. Dạ. Là cái lòng mình tin là thương vật như thương bản thân mình. Dạ. Họ đau khổ nhưng mình đau khổ. Mình phải biết. Từ cái đó đó thì cảm nhận là Phật mới chứng minh cho mình nha. Dạ. Phật mới chứng mình được. Cảm ngày mới chứng. Mình không cảm đâu chứ. Như con như gì là con lúc còn nhỏ, thời còn trẻ thì thứ con gì mình cũng có ăn qua. Ừ. Ăn chay thì ít. Con gì mình cũng ăn hết, mà cả mỗi ngày con đi tiếp xúc được như thầy, con học hỏi rất là nhiều. Mỗi ngày con sẽ giảm bớt được một hai con, hai con mà con không. Ừ. Dám ăn nữa. Con. Ừ. Ngán, con tự nhiên không ăn. Đó là phóng sanh rồi đó. Dạ, tới thời điểm này là tự nhiên cái mấy con vật đó như là con lươn hay con chạch, con gì kia đó. Tự nhiên cái con giảm, con ngán từ từ giết giờ, không muốn thèm ăn nữa. Tôi nói với chú Bảy nghe nè, tôi nói đơn giản thôi. Tôi nói vậy à, bây giờ một ngày chú đi chợ 50 ngàn. Dạ. Cái đình mình á. Thôi đi 45 thôi, bỏ 5 ngàn bỏ ống, tháng đừng chăm giữ phải không? Dạ. Phóng sanh, kiếm phước. Dạ. Mà cũng 50 ngàn đó thôi. Dạ. Mà nó có phước, thấy không? À,
mình biết sử dụng 50.000 có phước, mà không biết sử dụng 50.000 là bây giờ mình không có đường miếng phước này. Dạ, con sẽ học theo thầy. 50.000 mà được 5.000 ngày tháng được chăm giữ. Chăm giữ gì là mình phóng sanh gì là được chăm giữ con gương. Dạ, chăm giữ con mạng người. Và nhiều năm nhiều ngày. Dạ. Thầy cũng nhờ phóng sanh á. Phải dẫn nha, nhờ phóng sanh hồi hướng công đức. Phóng sanh à, ngày thời phóng sanh được đó. Dạ. Ví dụ bệnh hoạn thì nói cái năng lượng con tu thì vậy, nhưng mà con gắng phóng sanh. Mà phóng sanh con này con kêu con thương lắm, Phật cũng cố gắng cho con có phước bằng con tu. Dạ. Con cũng nguyện giá cho họ cũng thành như con, đã thành người rồi tu như con. Mình phải thành tâm Phật. Ở góc độ nào không biết, nhưng mà phải có cái tâm như Phật mới được. Dạ. À, phải có tâm như Phật. Phải làm theo Phật thì phải có cái tâm như Phật, chứ không phải làm bò lo không có phước. À, dạ. Thì khi làm bò lo thì mang bệnh hậu, mang nhân quả. Đồng tiền với nhân quả là tiền, tiền nó sẽ khổ mà tiền thành Phật. Dạ. tiền đau khổ mà tiền thành Phật nha. Nên nó chú bảy nghe rõ ha. Dạ. Nguy hiểm lắm ạ. Quý vị coi cái clip này biết ạ. Tiền dạ. Sẽ có phước mà tiền đổ vào địa ngục cũng tiền. Mà tiền thành Phật cũng tiền. Tại mình biết cúng dường, mình biết giúp đỡ, mình biết phóng sanh lên thành Phật cái gì đâu. Thấy không? Dạ. Còn tiền đi ăn nhậu, đi chích chị ké thì đổ vào địa ngục. Dạ. Hay quá. Đó, cái gì đâu. Dạ, Cao Hớn mình xin tạm dừng clip tại đây nha. Nội dung về phóng sanh cá để cho thầy buổi tối là thầy cũng nghỉ, Cao Hớn mình về rồi có dịp khác mình sẽ ghé nhà thầy để mình hỏi một số cái nội dung khác nha quý bà con cô bác. Dạ vậy tối rồi thôi con xin phép con về để cho thầy nghỉ ngơi á thầy. Dạ con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ.